tay là một chấn thương thường gặp khi giãn hoặc rách một hay nhiều dây chằng ở cổ tay. Thông thường nguyên nhân gây ra bong gân đó là do vặn, va chạm hoặc cử động đột ngột quá mức, đẩy cổ tay theo hướng ngược với tư thế hoạt động bình thường. Một số nguyên nhân cụ thể khiến cổ tay bị bong gân bao gồm: bong gân cổ tay do chấn thương nặng do ngã, va đập hoặc lực khác, do vặn cổ tay đột ngột hoặc với biên độ quá lớn, do duỗi cổ tay quá mạnh. Các ghi nhận cho thấy đa số trường hợp bị bong gân cổ tay là do hoạt động ngoài trời và hoạt động thể thao. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Tặng Thành Khẩn, giám đốc bệnh viện đa khoa Thanh Trì cho biết, dấu hiệu ban đầu thường gặp của chấn thương này đó là sưng viêm, đau nhói, xuất hiện vết bầm tím ở vùng chấn thương. Vậy thì cái triệu chứng của bong gân thì chúng ta có thể thấy rằng là khi mà bị bong gân thì cái vùng bị tổn thương đấy nó sẽ rất là đau và đặc biệt nó tăng lên khi mà vận động. Cái nữa là nó bị sưng nề, cái vùng tổn thương đấy nó sưng nề, thậm chí là nó bầm tụ máu tím ở cái vùng bị bong gân. Rồi thì bệnh nhân cái khớp mà bị tổn thương đấy nó sẽ hạn chế vận động, thậm chí không vận động được, và bệnh nhân sẽ không vận động, cái khớp đấy không chịu vận động bởi vì nó rất là đau. Và như vậy thì nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng đến cái sinh hoạt đi lại của đối với nạn nhân. Bong gân thì người ta chia ra làm 3 mức độ. Mức độ nhẹ thì nó chỉ là những cái dây chằng ở cái vùng của khớp đấy, nó chỉ ở cái mức độ là nó bị giãn dây chằng thôi, nó chưa có cái việc mà giãn hoặc là đứt những cái bao gân. Nhưng mà đến giai đoạn mức độ vừa thì có thể nó có một cái bao gân hoặc một chùm cái bao gân đấy nó bị rách. Và đối với mức độ nặng thì nó toàn bộ cái bao gân quanh của khớp đấy nó bị đứt. Cũng như các bong gân khác, bị bong gân cổ tay cần phải được xử trí đúng, cụ thể bao gồm: cần băng ép nẹp cổ tay bằng băng thun hay băng vải mềm sẽ giúp giảm cảm giác sưng, đau và tạo điều kiện cho vùng dây chằng bị tổn thương phục hồi tốt hơn. Có thể chườm lạnh, chườm đá trong vài ngày đầu tiên khi bị chấn thương. Điều này có thể giúp xoa dịu cơn đau, làm giảm sưng cổ tay, hay chườm 20 phút mỗi lần và 3 đến 4 lần trong ngày. Cần phải nghỉ ngơi và kê cao cổ tay, nếu có thể hãy hạn chế vận động cổ tay ít nhất là 48 giờ sau chấn thương, kê tay cao hơn vị trí của tim để giảm sưng và bầm tím. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng bong gân không cải thiện trong vòng 1 tuần, người bệnh cần phải đi khám để đánh giá lại tình trạng ở cổ tay, thực hiện các liệu pháp điều trị khác. Nếu trường hợp rách dây chằng hoàn toàn, các bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật. Bong gân cổ tay là một chấn thương phổ biến, ai cũng có thể bị bong gân cổ tay do cử động đột ngột, do ngã hoặc khi chơi thể thao có va chạm. Dù không thể phòng ngừa hoàn toàn tình trạng bong gân cổ tay, tuy nhiên có một số biện pháp có thể thực hiện để giảm nguy cơ bị chấn thương như tránh các hoạt động mạnh hoặc tập thể dục thể thao quá sức vì có thể gây chấn thương cho cổ tay. Khi lao động nặng, cần phải dùng hai tay để nâng và giữ các vật nặng, bạn hãy cố gắng giữ cổ tay thăng bằng trong hầu hết mọi hoạt động. Một số bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp cũng có thể ngăn ngừa chấn thương, ví dụ như bóp một quả bóng mềm trong 15 đến 20 giây và lặp lại động tác này 3 lần mỗi ngày để giúp cổ tay khỏe hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa bong gân cổ tay bằng cách tránh đi bộ trên bề mặt trơn trượt và đeo thiết bị bảo vệ cổ tay thích hợp khi tham gia các hoạt động vận động có thể làm tổn thương khớp. Tốt nhất, nếu bị bong gân cổ tay, bạn nên đi phục hồi chức năng vật lý trị liệu vì điều này sẽ giúp người bệnh sẽ trở lại với công việc, sinh hoạt sớm nhất và luyện tập thể dục thể thao một cách tốt nhất.